Hi xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Nutin. Chào mọi người đi nào bạn thanh niên ơi. Hello, hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một cái đấu trường rất là quen thuộc các bạn ơi. Đấu trường Pokemon. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta lại đến với Lucky Block rồi. Đây mở dương ra đi các người thanh niên. Trời ơi các người anh em của chúng ta về ngày hôm nay đây. Các người thanh niên đi đây. Ui các bạn nhìn thấy không? Ui giời rất là xịn các bạn thấy không? Ui giời có quả Master Ball đây luôn. Hôm nay là chúng ta sẽ gọi là tham gia một cái thử thách ở trong cái đấu trường này. Đó là chúng ta chỉ chiến đấu với cả cái con Pokemon gọi là Mega các bạn nha, Pokemon tiến hóa. Rồi, rất là xịn xò. Thì đây lấy vật phẩm hỗ trợ đó là Master Ball này cũng như là PC. Rồi PC đâu? À đây PC các bạn ơi. Rồi lấy nhiều một xíu. Đây. Chúng ta sẽ có gọi là 15 phút. Đấy, 15 phút gọi là bắt đầu. Ok, 15 phút để đi tìm những cái con Pokemon Mega các bạn nha. Ok, hai niên kia tranh nhau là thế nào? Tranh nhau là thế nào? Đây, đi cùng đường nhé. Thế ra nhá, tôi chứ. À đây. Ủa các bạn đang thắc mắc rằng là chưa có vòng tay Mega làm sao có tiến hóa đúng không? Thực ra là bọn mình có rồi bạn ơi. Chờ mình xíu. Ui giời. Chúng ta sẽ có một cái gì đây? Ui, con Swampert à. Ok, mình sẽ cứ nhặt mấy cái ngọc gọi là Mega đây, cứ nhặt hết đi các bạn ơi. Đây này, ví dụ con này không? Mình sẽ đánh một cái. Thực ra mình bỏ chạy bạn ơi. Mình chỉ cần bỏ chạy một cái thôi. Đấy. Ok, bị tiêu diệt luôn hả? Đấy, ui rồi. Mình đã có được luôn rồi. Ui, bây giờ là mình có thể chọn ở đây là chúng ta có vòng tay có kính. Thôi mình làm cái kính cho nó đẹp trai bạn. Quá ngầu. Kính Mega luôn bạn. Đấy, nó cũng tác dụng như ngọc thôi. Ok. Ui. Cái gì con bớt à? Ngon. Trời ơi, con cá các bạn ơi, con này có thể Mega này. Ok. Nói chung là mình cứ bắt đi. Nhớ là gọi là chỉ gọi là bắt mấy con tiến hóa Mega được rồi. Ngày hôm nay ấy là chúng ta gọi là sẽ cố gắng là tìm những con xịn nhất. Mình là mình yêu thích Mewtwo bạn ơi, tiến hóa rồi nhất cái nách. Trời ơi. Ok, Mewtwo. Nãy giờ toàn ngọc rồi chả. Ôi. Tìm đi. Ui Titan. Ừ đúng rồi. Nói ok, mình mới nhớ ra. Ui cái ngọc cái gì đấy? Gì đấy? Luxury Ball à? Ui ôi bảo sao con này tào lao vậy? Ok, không tào lao đâu. Mấy con này ui Jack Rom này. Tính ra mấy ui giời ơi, ok bạn. Ui ôi. Ok, Pokémon màu hồng luôn hả? Ok bạn ơi. Ui toàn bớt thôi. Nói chung là ngoài bớt ra chúng ta chỉ có ui ok. Ôi, nói chung là mình cứ có cái ngọc Mega là mình sẽ nhặt ngọc Mega đấy để chúng ta gọi là nếu mà bắt được thấy được con Pokemon đấy là mình bắt luôn bạn. Charizard y này. Ui trời ơi ngon bạn ơi. Nhưng mà chưa thấy con Charizard. Ok bạn ơi. Ê, mèo luôn. Ui đây rồi. Bắt anh em ơi. Đây. Không bắt lại hơi phí. Flash toy này. Mèo mà lên mèo X mèo Y thì tôi chấm ui, hết. Nhân Zeno cũng ngay con đấy ngay cạnh mình. Ui, con gì đây? Ui trời ơi. Quan trọng là nhớ là phải tiến hóa nha, phải có ngọc Mega mới được dùng nha, không đúng có ngọc rồi. Mega coi như bị tàn phế nha, đừng có không được. Phải có đúng ngọc rồi. Mega. Thanh niên núp có mèo tu chứ, thanh niên không có ngọc cũng vậy. Đúng rồi, nó phải đẹp. Nó phải gọi là ấy, thử thách nó phải rõ ràng các bạn. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Khi nào hôm nay không tìm được cái ngọc nào giống như vậy. Ui, đây có con cái gì đấy? Altaria thể chứ. Nhiều khi có mấy con Pokemon mình cũng không biết đọc tên như thế nào bởi vì là mình rớt tiếng Anh các bạn, khổ lắm cơ. Ủa nhiều Pokemon vậy nhờ anh trong tay. Hai phút chơi qua nhá. Trọng tài đấy nhá. Từ từ đã. Toàn đang bắt đừng có trọng tài gì ở đây. Gã đang bắt bao giờ bắt xong thì bảo. Ok, 2 phút trôi qua. Rồi được rồi. Xử lý đi. Ui giời. 2 phút trôi qua rồi bạn ơi. Ui giời. Ui giời, không thực ra là 3 phút. Đâu anh trọng tài cho mấy con này đi bụi đi. Anh trọng tài hình như đang bị lag. Ok, anh trọng tài bị lag luôn hả? Ok, hay quá. Anh trọng tài bị lag luôn bạn ơi. Hay quá. Rồi, chúng ta có gì đây? Có mấy con Pokemon nhiều khi nó mình còn chả biết nó đọc như thế nào luôn bạn ơi, chả biết mặt mũi ra sao ấy. Đại khái là mình chỉ biết mấy con nó xịn mới thôi. Trời ơi, đặc biệt là con Mewtwo. Mèo không biết nữa còn cái nền. Ủa ơi. Mèo. Ôi, mèo bốt ạ. Mèo bốt thì thế thôi bạn ơi, mèo bốt. Ao bắn. Chúng ta sẽ cố gắng là bây giờ chúng ta đã có mèo rồi mà chúng ta chưa có gọi là ngọc Mega thì ui cái gì đây? Bát tôi xe. Bát tôi xe là cái gì? Ui. Bát tôi xe là bát tôi. Flame up này. Chứ hơi khoai nha, chúng ta sẽ đập cố gắng là kiếm được mèo đi, Mega đi. Rồi, không có con nào giống cái tên hết mà. Thích gì ấy rồi. Cái này chúng ta phải tìm cả ngọc Mega cả gọi là Pokemon. Ui Latios này. Ui trời ơi, Mega Latios vậy thôi. Sao ngày hôm nay mấy cái con Pokemon huyền thoại nó chỉ cần đập ra một cái nó lao thẳng vào người mình bắt luôn đó bạn. Ui sao ngon thế nhỉ? Con Cyndaquil của Vanh tiến hóa rồi. Sắp 4 phút trôi qua rồi. Ôi trời ơi. Cái nào chúng ta đập mà được tiếng không? Em vẫn chưa tìm được cái gì hay quá. Ôi, không biết được. Cái này nó hên xui đó bạn ơi. Cái này chúng ta không biết trước được gì đâu. Đã gọi là Lucky Block thì chúng ta phải chấp nhận thôi bạn ơi.
Ok. Ui rồi. Lên cố lên cố lên cố lên kiếm đi mèo đi. Lati, Latios đi. Trời ơi Ngọc Mega đâu rồi? Ủa, em đã có được một con. Rồng đâu? Con này là con này con cá thế chứ. Con rồng. Cá chép hóa rồng. Rồi thì cá chép rồng ấy. Black Toy. Ôi giời Black Toy. Black Toy là con gì ta? Con rùa có cái súng nè. Đúng rồi là con rùa đấy. Lúc nhớ mang máng con đấy thì là con rùa. Con này xịn không ta? Xịn. Trời không xịn thì ui cái chuyện hồi giờ ấy này. Đây, yêu đây cầu, rồi. Yêu cầu. À đây rồi, ok bắt em. Có một Ngọc Mega của một con gì đấy rồi. Ok, biết đúng rồi. Yêu cầu bắt tổ chức xử lý đi nhé. Ôi giời ơi. Lấy được rồi. Xử lý đây. Ôi giời ơi, toàn Ngọc Mega của mấy con mình không có đấy bạn ơi, cay ra mà luôn. Ôi giời ơi, toàn ơi, Ngọc Mega. Ê, Latias này. Đang gì? À, đây là ngọc của con Lati Latias, còn đây là tôi là Latios mà tôi quên mất là tôi có con Latios mà chứ không phải Latias bạn. Cay thế à. Rồi. Có ngọc của con cá chép hóa rồng luôn. Em có ngọc của Latios. Thực ra là mình cứ nhặt hết đi bạn ơi, mình mấy con mà mình không quen thuộc ấy thì mình sẽ cứ nhặt hết đi sau đó ấy. Đấy, con Snow em đập hết 2 stack rồi đó mà chưa tìm được được một con. Ok, lúc cứ đập hết đi sau đó thì chúng ta sẽ gọi là ấy sau bạn ơi, tí nữa về sắp xếp sau. À, nhiều khi là mấy con lạ lạ mình còn phải chả biết con nào với con nào ấy chứ. Nè, mèo đây rồi, mèo đây rồi. Mèo y đây rồi. Mèo. Ôi trời trời, có con mèo nó gánh tìm thì các bạn biết rồi đấy. Nó nhức cái nách. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ mới gọi là có 6 phút chưa đến 6 Rainbow. Phút. Ok, con Pinsir à? Con này hình như cũng tiến hóa được phải không ta? Nha, mình chạy đã, chạy mắt đó thì con mình có con Abyssal. Đại khái là hầu như ở trong này ấy là ngoài boss ra thì tỷ lệ con Pokemon nào nó xuất hiện ở trong đây thì trừ boss ra thì là auto là con có thể mega được bạn. Đấy, ví dụ như con này bạn ơi. Con này bắt đi. Rồi, thế nên là đâm ra là chúng ta không sợ bắt nhầm các bạn ơi. Quan trọng là có ngọc hay không. Ui. Trời ơi, Charizard X, Charizard Y này. Ui giời, ai có là đẹp. Ui giời. Bắt Charizard X ha. Em không có. Ui giật cả mình. Đấy này. Có con Venusaurus này. Venusaurus. Ok bạn này. Là còn kiểu con rùa ấy. À không, con này là không phải con rùa bạn. Ui cái gì đấy? Con gùa là con của em. À nhầm. Ui. À chứ cho Ngọc Mega. Soda bớt. Latios đấy. Trời ơi. Latias thì có rồi nhưng mà chưa thấy mặt mũi của Latios đâu bạn ơi. Ấy, Abu. À nó chứ nhiều Ngọc Mega. Nhiều cái muốn vứt quá. Ui. Hoặc là chúng ta chỉ cần bắt được con Rayquaza. Ừ đúng rồi. Ui con này. Ui con này có hình như Bây giao bây vô. À con đấy là chúng ta không cần đấy đâu. Chúng ta chỉ cần có cái gọi là cái kỹ năng của nó có thể mega luôn bạn ơi, không cần ngọc. Ấy da. Okay, nhưng mà quan trọng là có hay không như từ có đây còn cái nền. Có ai có cái ngọc của con Skizo. À không. Ui. Đúng rồi, nó đổi được ta. Ấy chết rồi, tôi đánh nhầm con này không biết nó chết đâu. Ôi giời, mình chạy. Ông nó ngắt luôn. Ok. Có chơi đổi không? Ấy, con này, rồi, con này tên là Khang này. Okay. Khang à Khang. Có cả vụ con tên là Khang hả? Ảo thật đấy. Đúng rồi, nó tên là Khang. Ấy Khang. Tính ra thanh niên đổi được tên mà. Ôi. À có cả vụ đổi tên Pokemon à? À nó xong rồi cho xong rồi hả? Rồi thay đổi cái bộ phim của ta luôn hay gì? Ui giời ơi. Pokemon Pikachu đổi thành Pikachu. À mình bây giờ mới được con mèo bạn ơi. Mèo à. Khó thế nhở? Tính ra chúng ta. Ui. Em có cái gì mèo cung nay ít này. Rồi nha, con này phải có kỹ năng các bạn ơi. Con này phải có kỹ năng Dragon cái gì Ascent à? Nếu mang máng là như thế. Trời ơi, phải có kỹ năng đấy chúng ta mới có thể mega được. Trời ơi, Geno đập gần em vậy. Chứ không thì chúng ta cũng còn cái nền các bạn ơi. Có đi. Có đi. Có cái nền này. Thì thủ mát thông báo dọn. Ok, dọn đây, dọn đi. Ok bạn thử nha. Ủa nghe tiếng không gì đâu. Kỹ năng à. Dragon Den làm cái gì đó à? Dragon Den làm cái gì? Rồi thôi, mình cứ để đây bạn ơi. Thực ra là mình có làm được gì nó đâu bạn ơi, thôi. Để đây cho vui, để cho đẹp thôi. Black. Nó phải có kỹ năng đúng thì nó mới tiến hóa mega được bạn ơi. Ôi giời. Có con là Lopunny này. Ok bắt Lopunny. Bắt đây. Rồi, ở đâu đó khoảng 8 phút rồi. Trời 9 phút rồi. Ok. Run, em được một con. Cả noob sẽ cố gắng là cứ bắt hết đi, sau tí chúng ta sẽ sắp xếp ra đây. Ôi giời ơi, lại con này.
mấy con tàu lao không ạ? Mới còn gì bay nhỉ? Ui ôi, em vừa mới để sóng con ray quay già vậy đó. Ngoài, không biết là có ăn thua gì không? Ui ôi. Ê, con nói vừa ra bay. Nhưng mà à, phải có kỹ năng cơ. Mega thì cũng thế. Không không, phải có kỹ năng mega, con đấy không cần ngọc. Kỹ năng à? Ờ, con đấy kỹ năng mega thôi. Ui, con bi drill này, con ong. Mũi khoan ong. Ui, bạn, ong mũi khoan này. Ui, cái này chắc là ong bắp cầy chứ nó mũi khoan gì. Đây, mình sẽ bắt. Ông đấm cái ngất luôn đấy. Đây, chúng ta sẽ cố gắng là ui rồi bắt nhanh lên. Mất thời gian thế nhở. Ok. Đây đi đây. Trời ơi, một đống ngọc luôn. Kiếm ngọc mega thì khó đấy. Thế nào tôi lại vứa được con mèo là may mắn lắm đấy các bạn ơi. Bây giờ, ui bông hoa Sunflora. Ok. Ui, ui. Ê, có chó. Oh my god. Ờ, hình như núp cũng đập được con đấy này. Không biết là có ngọc không, nhìn thấy quen quen nha. Howdum. Howdum. Ôi, vanh có ngọc của Howdum mà chưa có này nha. Thế nào đổi không? Không, 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 không nha, không chơi ăn đổi nha. Cái này chơi nó phải đẹp nha. Ui, Tiranita này. Ôi my god. Cái lư hương luôn quá. Đây, tôi đập được Tiranita đi. Trời ơi. Nó Tiranita nó với sức mạnh gọi là VIP lắm các bạn ơi. Vanh có một con tên là Audi. Audi à? Audi, ok. Ui, hai ngọc của Tiranita luôn bạn ơi, ghê ơi. Trời ơi, Tiranita ơi xuất hiện đi em, hãy làm điều gì kỳ tích đi. Bây giờ, bé ơi. Bé cái gì, im mồm đi. Nhìn này, nó sẽ xuất hiện ngay bây giờ này. Cái nịt. Cái gì đây, cái gì đây. Ồ, em có cái gì là ven nú sao gì đây. Ôi, chúng ta đập nãy giờ mới được. Mình không biết là nãy giờ mình được bao nhiêu con các bạn ơi. Bởi vì mình cứ đập xong mình nhặt thôi, có con. Ui ôi, giật cả mình. Con nào lạ lạ thì đâm ra mình cũng không có trách các bạn ơi. Chỉ trách mấy con VIP quen quen thôi. Em được con rồi. Ui dồi con này đây? À, con bốt đó bạn ơi. Vanh được nhiêu con hả Vanh? Vanh nha. Vanh được một con huyền thoại mega này. Vanh giờ này Vanh có phải đập được chắc phải mấy chục stack rồi. Yêu cầu chủ map cho đi bụi mấy con kia đi nhỉ. 4 phút trôi qua rồi. Ôi trời ơi. Bây giờ hùng gác đi. 4 phút trôi qua. À quên mất. Đây 10. Quên mất còn 4 phút nữa. Không phải 4 phút trôi qua. Mà nhầm 4 phút à, nãy đập nãy 4 phút rồi. Đập xong lú rồi các bạn ơi. Lú mời luôn. Ok không sao. À chúng ta cứ phải vứt mấy cái này đi. Cái này không có cần đâu. Ui dồi ôi. Nào đã uống mình đây. Dớ mặt hả? Latias. Ngọc Vega Latias. Latios không có. Thế nào nhỉ? Đâu con gì đây? Ui dồi ôi, quán cái gì không à. Ui dồi lại này. Lại con gì đây? Ồ con Skep. Con này ngọc ngọc đấy giống kiểu ngọc của Tiranita thật đấy chứ. Rồi mình đang đập gọi là mắc tốc độ đây. Manetric à, con này quen thế nhở. Để nha, ấn chạy đã, ấn chạy bắt cho nhanh bạn đây. Ấn chạy bắt cho nhanh. Đâu ai? Ừ, à đây, nó đây các bạn ơi. Chạy bắt cho nhanh. Nếu con này nó chiến rồi đấy chứ, tôi đập ra cái nó chiến tôi luôn. May như thế là nó cũng có cái lợi bạn ơi. Bởi vì là con mèo chu với cả mấy con vớ vẩn nó bay được các bạn. Lợi không thấy đấy răng bò. Ui dồi ôi, Meta Growth này. Được nha, ok bạn. Chạy đá, cứ chạy đá xong rồi chúng ta bắt sau. Đứng lại đây. Con này đứng lại. Ui ôi, con gì bự dữ. Bay ghê ai. Bay, ui ôi. Bay, đi ai cũng đeo kính. Bay. Ok à. Ngoài đeo kính hết đi. Ủa, con này nó đang đánh nhau ạ. À? Đây, ok bạn. Ôi, em có ngọc con ông đi nè. Tên này cũng chọn kính à. Sao không chọn đây. Ông Vanh thích kính luôn, đeo kính và nhiều ngầu. Con Audino này. Trời ơi. Ai bát cho cái gì ngọc. Con đấy giống con lợn đấy này. Audi mà sao giống con lợn. Con màu hồng quá. Ui giời ơi. Ui giời ơi, lại con cá này. Ui lại con đi ăn sai gì này. Cá chép quá rồng với chúng tôi. Ui mèo tiếp này. Con này nhìn. Ui cái này mà có. Thế này mà có hai cái ngọc của mèo thì thôi đẹp luôn đi các bạn ạ. Đi à. Rồi còn đâu đó khoảng gọi là 2 phút rồi. Anh em cố lên. Rồi núp tự tin núp được một con rồi đấy. Núp tự tin em chắc chắn. Em tự tin là được em không hơn 2 con. Núp được một con đấy. Núp không biết là được bao nhiêu con và chắc chắn là được một con mèo rồi đấy. Tí nữa chúng ta sắp xếp sau bạn ơi. Anh được con nhưng mà nhiều con nhưng mà toàn con ba mấy đây vợ. Ba mấy là được không Thao? Tiến hóa là được, cứ cái mega là được, quan trọng gì đúng không? Mega đã bự rồi. Đúng rồi, mấy con mega là auto rồi. Audi. Audi. Ngoài này đã sắp xếp à? Ngoài. Audi. Ok bạn ơi. Nghe có vẻ sang. Xem có đúng không như. Rồi đâu. Rồi em được 4 stack rồi và được đúng một con. Bắt nút con này đi bạn ơi. Ôi, chúng ta còn đâu đó khoảng 1 phút 30 giây nhá. Tính chuẩn bài luôn bạn, 1 phút 30 giây. Cái gì đây? À, mèo mèo thì là mình đâu nhỉ? Mèo vừa lấy đây mình có một mèo mèo Y. Mèo Y nó đẹp, bạn ơi có combo của mèo Y nó thì đẹp luôn này. Ui giời, có con gì không mà.
Ăn con Tiranita boss to vậy. Uầy, mình cứ tưởng anh đi là đập được Tiranita rồi nhức cái nách các bạn ơi, khoáng nào được boss. Ờ, may quá. Và chúng ta sẽ... Ui, con Ray quay ra bay kìa. Bắt đây. Bắt đây. Bắt đây. Bắt đây. Cho Vanh này. Được thì bắt nha. Cho Vanh này, bắt được Vanh bắt này. Ui dồi ôi. Còn 10 phút nữa thôi nhá. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đập tốc với bạn này. Chạm ăn đường. Đây là mình... Thôi, đập hết 3 stack rồi, không đập nữa. 4 stack rồi. Em 4 stack đây. Nú không biết là nú cũng tầm đấy. Và là nú cũng tầm đấy. Đập nãy giờ đập mỏi tay rồi các bạn ơi. Đập nãy giờ luôn. Thấy con nào. Đây. Bé này. Ồ. Thế này. Con này em có ngọc này, như là vậy. Nó cũng có, không có cần. Trời ơi. Thanh niên không đập nữa, lăng thang lên đi. Đập lên. Em đập 4 stack rồi đó. Ê, giờ đi lên lấy thêm nè. Ủa, hết rồi, hết thời gian rồi, lấy làm gì? Thôi. Các bạn đây, rồi. Để nó bắt được xong nước con này nhá, hết thời gian là vừa nhá. Ôi giời ơi. Thôi nó chứ. Bắt hết con này đây, hết thời gian là vừa. Ok. Được con thiệt luôn. Kỹ năng lấy bừa đây bạn. Rồi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lên nào, lên thời gian sắp xếp đây. Sắp xếp xong thì chúng ta sẽ gọi là bắt đầu chiến đấu. Uầy, mình sẽ đặt đây bạn ơi. Oh, đây, no. Đây là chắc chắn là mình sẽ mang con mèo rồi bạn ơi. Ui dồi, okay. Mèo ngay. Được con thì đem con thôi chứ. Ui, con mèo x ngay các bạn ơi. Mèo chu ngay, mega x ngay. Thử nha, xem là mình gọi nó ra nào. Uầy, nhiều ngọc nó nhỏ. Ui, tính ra là chúng ta sẽ nào. Cái này Charizard đấy, ui dồi phí thế thảo chứ không có con bắt được. Bỏ con này vào đây các bạn ơi. Ui, tính ra là mình cũng được đâu đó khoảng 11 con đấy chứ. Ui dồi ôi, 11 con mega được các bạn nha. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đâu ai? Tất nhiên nào, à xin Zeno đi. Đấy, bởi vì rằng là ngày hôm nay ấy, là mỗi một trận chúng ta chỉ có thể mega được một con thôi. Thế đâm ra là chúng ta sẽ solo từng con một. Đấy, mỗi trận một con. Đây, ok. Zeno thả ra lỗ hết cả. Lỗ hay không thì người ta chơi đẹp được chưa? Người ta không có đổi được chưa? Núp chọn con nào chọn luôn đấy. Ok bạn này. Rồi, núp tiết chiêu bằng con mèo chu mega con gọi là ruồi muỗi bọ cày. Ông cái gì? Trời, con này là con ong chu à? Ok, ong chu của gọi là thanh niên Zeno bạn này. Đâu, ong chu đâu? Ôi trời, ông chủ. Ôi. Văn mở cơ. Ông chủ đi luôn. Đi luôn ông chủ. Ok, bây giờ núp sẽ đổi con khác tiếp. Sao là núp sẽ cho con nào ta? Đây con này đi bạn ơi. Con này Metagross các bạn ơi. Con này mình hay gọi là con cua đá này. Đi luôn. Đây, núp Poké đá. Trời ơi, ok bạn ơi. Ui. Ui giời ơi, đấy. Núp chọn con nào là chọn đấy luôn, núp không có ấy đâu. Ok bạn ơi. Ủa gì cơ vậy? Ok, sao chọn. Ê, đổi con khác, đổi con khác. Ok, sao chưa mega chấp à? Không, quên thôi. À, quên à, ok. Ui, con này nhìn mega lên đầu thật sự các bạn ơi. Ui, con mega cross này. Ghê. Ui, ok, chắc là núp đánh. Okay. Con này của em hơi bị khỏe đó. Quên là lỗi do Zeno không phải thôi núp nha. Đấy, mega đây. Nhìn con này lên à, thấy chưa? Ui, trời ơi, con này mega lên nhìn. Góc ở đầy người luôn. Con này anh em hỏi. Gai là không chọc được ai thôi. Anh em họ hàng cây thông này, à? Văn, ok, đi luôn. đi luôn. Rồi, ok. Ui, giời ơi. Cái này là tương ứng với anh sao nào? 6 trận tương với 6 con Pokemon nhá. Ok, sao nào? Cá chép hóa rồng đây. Ok, chúng ta chọn con Gyarados này. Rồi, nó vứt ra trước rồi. Đâu? Ok, đây nó chọn. Ê, ui, level 6 luôn à? Ê, ghê đấy nhờ. Giống à, giống hàng à? Đừng, núp đừng mega nhá. Ơ? Ta mega rồi giờ lại bảo không đứng, lỗi do người chơi chứ lỗi gì do núp đâu. Không, cái này là lỗi do người chơi nha, đừng có đổi lỗi nha. Đố sống đấy, này thì bạn. Ôi, con này mega đẹp thế. Đâu bây giờ lấy lại con nãy bạn đấu với em đi. Ủa bạn có bao nhiêu con vậy? Hai anh niên kia, thanh niên nào đang nghiêng về phần thắng rồi. 4 con hả, trời ơi. Quay tinh này, tất cả tại quay tinh này. Thôi, đừng có đổi lỗi, đừng có đổi lỗi, mega để mega đi. Ủa, hai anh niên kia, thanh niên nào đang dân thắng ở đây. Đang gọi là đồng đều 1-1. À 1-1 là, ui giời, đúng rồi. Thấy căng thẳng rồi đó. Ok bạn ơi, xem nào. Ôi giời, đánh có xin nhì đâu. Cá chép của ta đây. Level 61 quý bác, không bằng level 47 của ta. Không, tại Zero chấp một chiêu rồi, tí nữa chấp một chiêu liên quan chứ. Không. Này, đấy, đấy, có đánh có núp có được bao nhiêu, 50% máu. Con này cũng có chiêu đấy. Ok, núp đã thắng 3 rồi, tính ra núp hiện tại đang Zeno chỉ có cơ hội hòa thôi. Ôi tử nha, mình chọn con Be The Real không? Này, Be The Real hay là đi luôn, lấy con khác ra đi của anh à. Đây đi, chọn con Venus sau đi. Bởi vì con này mình thấy nó rất là yếu, nhưng mà mình thích con này bạn ơi. Nào. Con nào? Ủa rồi, con Gali này. Đây. Con này em có nhưng mà em không có tính. Đây, núp gọi là ấy lên các bạn ơi. Ui giời ơi, tưởng thế nào cơ. Đâu ơi, cho lên. Ui,
tầm này tiến hóa đẹp đấy. Ừ, đâu sừng nhau à? Ba sừng à? Đâu xem nào, xem nào, xem nào. Trời luôn bị cắm sừng dữ bơ. À, ôi chui uốn lại. 741 nhá. Ôi là uốn lấy chấp luôn á, chấp luôn mà. Ôi. Làm sao anh? Yếu thế, còn gì nó yếu thế. Quá non. Nào, bạn còn đúng một con này. Đánh không được 10%. Củi thế nhỉ, thanh niên Zeno này củi quá các bạn ơi, chắc là phải thí sinh ngay 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 cả chương thí sinh tiếp theo. Glali à. Glali này không là bạn ạ. Đấy thôi. Đầy con cái gì, đầy cái gì nữa. Nào, tiếp đi. Đây đúng 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 4 tính ra mình là thắng ở đây nhưng mà thôi, đâu à, mình sẽ mang một con. Còn một con cuối cùng con này núp lấy con củi nhất thì xem có ăn được không? Con củi nhất của núp bây giờ. Ừ, đang nào chặn thắng rồi đúng không? Ok, chấp con củi nhất đúng không? Để nha xem con nào ạ, con level 37. Ủa, con 37 à, thì nó có con 31. Ăn quá. 34 đây, ok, núp có 34 đây, 34 là củi nhất của núp ở đây, con Lopitani đây. Ok. Ok. Đâu. Cái ném vào đây. Ui, con này nhìn đáng yêu này các bạn ơi, mega lên này. Này đây này. Thua à? Tự nhiên khang thua này. Đây này. Rồi luôn. Rồi em xét tới bắt con luôn rồi. Khang mới thua được 2 con. Quá cùi. Ôi giời, thì em có 2 con thì yếu. Đây. Rồi. Nên nó có 2 con. Ui, em có mỗi 2 con. Cảm ơn bạn. Cảm ơn cùi bắp. Cho vô đây coi luôn. Cảm ơn cùi bắp. Ôi giời. Đầu cái con bắt đầu khang đầu đấy. Ê, con lúc nào đấy. Ôi giời ơi. Cảm ơn cùi bắp các bạn ơi. Lo puny của tôi. Con này đâu bị văn đánh chết rồi còn gì. Đâu con này này. Con nữa. Con nào nữa không? Hết rồi. Trời ơi chán thế nhỉ. Con này còn. Ok thế thôi để núp đi solo. Đâu rồi thanh niên kia. Thanh niên nào thắng thì gặp núp. Văn đầu đỏ. Văn đầu hữu 4 con mega super. Đây ra đây. Con rời vanh ra đây. Sang bên này. Hồi máu ra. Ok núp Poki Hill lên. Thôi. Hai niên này có solo giao hữu với nhau thì solo nhá. Bây giờ núp núp. Những con nào núp dùng rồi thì không dùng lại nữa. Trời ơi, cái gì? Ôi, yêu cầu ban tổ chức cho mấy con lăng quăng ở ngoài nó đi bụi đi. Trời đông quá rồi. Ok, ở đâu? Nào, để xem không thì xem núp với cả Vanh tỷ thí này. À. Ôi, ok, cũng có level 70 cũng đấy. Người này. Nhớ là phải tiến hóa nha. Mang con không tiến hóa được vào đây là tôi tán con nha. Ok. Nhiều đuôi hơn à. Đấy, nhưng con này, ui con này xấu bạn ơi, tính ra con của thanh niên Vanh này. Xấu à, đâu? Bé 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 chứ phải xấu bạn. Bé ở ngoài quanh cổng. Cute à. Ừ, cute. Ui giời. Trùng tông hết à. Một đá. À, đau. Vanh à, đau. Đầu phết rồi, rồi ok rồi. Game đầu tiên xin nhẹ tiếp tục đổi bạn ơi. À dự đỡ tôi mang lại mang con này ra. Điện bạn ơi con nào nó vừa thôi vừa thôi tầm này nó vừa lên đây núp thả luôn con này. Ủa, đây cả, ok à bay người à, sai à. Đâu con nào đây okay. À cũng cá chép à. Ok núp cũng có con này nhưng mà thôi núp mang con khác. Ôi con chuột okay. Ngoài này bắt luôn flash cannon ơi bắn ơi. Ui nói chung là tôi thấy rằng là mình thấy con cá ấy, con cá chép với cả con này mega đẹp dã man luôn ấy. Trong combo của mình con mèo không bằng nha, con mèo đẹp không bằng đâu. Nói về độ đẹp là mega là hai con này nó nhất rồi ạ. À, ui chết rồi. Ôi chết rồi. Gặp đối thủ rồi. Đây này. Thích đào ngay, thích đào, thích đào đi luôn đúng rồi. Đi luôn mà. Đi luôn mà, vay rất bảo đi luôn thì cho đi luôn, thích đào luôn. Dùng kỹ năng thích đào luôn. Ok, xin nhẹ game thứ hai. Trời ơi. Núp phải dùng tiếp con đấy chứ. Không, người ta đổi con khác lại con gì chơi này. Người ta được quyền đổi con khác. Ok, mang con này đây, con Mena Menestrick đi các bạn ơi. Con này mình chưa mang qua. Đâu. Thả ra đây. Đâu con rời này. Ok bạn ơi. Này, đấy. Ôi giời lại con này. Level 43 bằng nhau nha, bằng nhau nha. Ok bạn ơi. Subway hay là chọn cái Subway à, cái này power. Ok, chọn cái Five Fang đi các bạn ơi. À, ui, con này. Vanh là Vanh có ai phang nữa. Phai đây, núp lại lửa, núp là lửa. Vanh là băng, ui thì băng khắc chế lửa. À đúng rồi, băng khắc chế lửa thì khác đi, khác nhiều các suất đây. Ôi, lửa cháy ok, bị lửa cháy ok. Ui bị thiêu đốt kìa. Bị đốt từng tơn một rồi. Con của Vanh dùng hệ bóng tối. Bây giờ là Shockwave đây, sẽ điện giật đây. Ây à. Điện giật trong gấp ngoài. Ui, con này vừa đẹp, con này cũng ngầu bạn ơi. Ui, con này điện này. Rồi, siêu nhân sấm sét đây. Tên nó đã thấy nó giống nông châm của Manetric. Đấy, Manetric. Lửa cháy chết à? Cháy chết à? Ok, cho thêm một cái thunder. Ok, rồi. Ngon luôn, hay quá. Rồi, ôi. Hai chiêu. Thôi, em chưa vành chưa kịp ngáp. Đây, còn nút con này đây. Núp sẽ mang con đây là con cờ hóa đây, con hold on đây. Đấy, con cờ hóa. À, hai con cờ hóa đánh nhau. À, thế thì cũng mang con đâu, con này con áp sâu à. Ok, đây, con này con chó. Con này con chó săn. Đâu rồi? Đâu để núp ném lại đây. Ok. Đấy, bạn ơi. Luôn con này nhìn như chó bị đớm ấy. Con này ok.
Chọn đây. Ui giời đâu. Ủa chó có cánh. Sao sao tự nhiên có con chuột đâu ra chui đây vậy? Ui. Con chuột này là chuột tivi đấy, chuột tivi đấy. Con này giống như kiểu là ui chó thần canh khác ở ở mấy cái lăng mộ cổ các bạn ơi. Nhưng mà sao có 96 máu vậy? Ui. Con hao đom giống như kiểu là canh ở địa ngục ấy. Đúng rồi. À, à đau hết nhở? Đây chó đi ngục rồi. Và kỹ năng nó không có ít nhất cũng phải thắng một à đấy là à, ok danh dự à thẻ kỹ năng có mỗi hai kỹ năng có tách các bạn thua 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 ấy mít kìa mít kìa mít kìa mít kìa mít kìa ấy cũng có 100 kìa ấy thua cái cày đấy nhờ tất nhiên là 0% hai con này nhìn như trái thua rồi nó thua rồi thế nhưng còn 1% ok chết giờ rồi hình như nó đang bị lag phải không. Ok bạn ơi, thôi để núp kêu đi. Rồi. Ok. Rồi. Núp 1%. Núp thua, 0% là thua. Đâu. Đúng rồi, hết rồi. Thua rồi. Đâu, vay hết rồi à? Ok. Vay có 4 con thôi. Đây là Văn Thắng. Ủa đâu vậy? Cái gì đây đây đây, nó chúng ta là người vô địch tính ra mình bắt được 11 con có thể mega cơ mà các bạn. Vay là vay thế nào? Nhiều ơi, chịu rồi. Mình cũng không nghĩ rằng là mình gọi được 11 con đâu. Mình ngồi sắp xếp một hồi xong gọi là đau hết cả đầu loạn hết cả mắt thì cuối cùng cũng được gọi là 11 con các bạn nha. Xí nhất vẫn là con gọi là mèo bạn ơi, nhưng mà mình thấy là đẹp nhất vẫn là cái con gọi là cua bạn này. Đấy con cua đấy, con Metagross bạn ơi. Thêm nữa đó là con gọi là con cá chép hóa rồng bạn đấy. Mình muốn gọi tên tiếng Việt cho nó dễ bạn nha. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong lúc tìm ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Bye.